Tình trạng xe quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn làm hư hại hạ tầng và ảnh hưởng đến môi trường. Dù thời gian qua lực lượng chức năng đã tập trung xử lý, thế nhưng thực tế những vi phạm này vẫn rất đáng lo. Đặc biệt ở một số địa phương, khi được kiểm tra ngẫu nhiên, thậm chí đã phát hiện trường hợp vi phạm ngay ở trường hợp đầu tiên. Sau đây là ghi nhận của VTC 14. Dù là xe tải đầu tiên được kiểm tra ngẫu nhiên tải trọng trên quốc lộ 31 đoạn qua huyện Lạng Giang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Giang đã phát hiện ngay lập tức phương tiện này chở quá tải tới gần 30%. Theo lái xe thì bản thân chỉ được thuê chở hàng nên cũng không rõ xe có quá tải hay không. Em thì lái thuê thôi anh ạ. Nhu cầu của những khách hàng chủ phương tiện thì như vậy, nhưng mà em cũng chỉ biết lái thôi, biết chở hàng thôi. Em thì đánh xe xuống và họ có người bốc lên. Về thì có lại có người bốc xuống. Em chở từ Hưng Yên về đến Bắc Giang. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp hoạt động. Việc vận chuyển vật liệu vì thế cũng diễn ra nhộn nhịp. Nguy cơ xe quá khổ quá tải có thể diễn ra, đặc biệt ở nhiều khung giờ khác nhau. Cho nên đơn vị phải nắm tình hình, lên kế hoạch phù hợp để kịp thời phát hiện trước thủ đoạn tinh vi của các lái xe vi phạm. Thì xác định được vấn đề đó thì lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức các lực lượng nắm tình hình và nắm địa bàn, xác định rõ được những cái thời điểm, những cái khung giờ cũng như những cái tuyến đường mà những cái phương tiện mà vận tải hoạt động cũng như là những cái phương tiện mà vi phạm về công trật tự an toàn thông trên địa bàn, để qua đó để có những cái giải pháp, có những cái chiến thuật phù hợp để giải quyết những tình hình để đảm bảo tốt cho trật tự an toàn thông được ổn định trên địa bàn. Không chỉ Bắc Giang mà như ở Hà Nội, tình hình xe quá khổ quá tải hoạt động cũng có những diễn biến phức tạp khi chỉ trong một thời gian ngắn vào buổi sáng trên quốc lộ 3 đoạn qua huyện Đông Anh, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra 3 phương tiện chở cát thì cả 3 đều phát hiện vi phạm. Chắc là xe nó quá tải, nó quá trình chở là cát nó cũng ướt mà do máy nó xúc thì chắc nó có ướt nó cũng hơi lặng. Em che rồi kiểu đuôi nó múc nó vãi ra đuôi, mình đi mình không để ý, mình múc xong mình đi luôn. Tôi vi phạm lỗi quá tải và tôi chạy nghiêm chỉnh bằng thành nhưng không biết là quá tải. Có vi phạm mà 2 lỗi. Lỗi thứ nhất là đó là rơi vãi và lỗi thứ hai đó là có thể quá tải. Bởi vì hôm nay là chạy cái cát ướt nên là có thể là nó quá tải. Còn nếu mà chạy cát khô thì chắc là không có quá tải, hoặc có thì rất là ít. Đáng nói, dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí ký cam kết, song nhiều chủ phương tiện vẫn lơ là, chủ quan, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông hoặc đêm tối để tái diễn vi phạm. Có cái hội nhóm trên các trang mạng xã hội là sẽ tuyên truyền mách nhau để chạy ra một tuyến đường khác. Hoặc là hôm nay tập trung vào xử lý một cái khung giờ này thì các hội nhóm đấy là sẽ tuyên truyền vào bảo nhau là đi vào một cái khung giờ khác, hoặc là sẽ tập trung vào hoạt động vào ban đêm nhiều. Thế nên là hiện tại thì điểm bây giờ để đối phó với những hành vi lách của lái xe của các hội nhóm đó thì đối với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thì thường xuyên bố trí lực lượng 24/24 và thay đổi cái thời gian địa điểm xử lý vi phạm. Xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới, thùng xe luôn là vấn đề trọng tâm được Bộ Công an xác định thực hiện. Tuy nhiên, việc phát hiện xử lý rõ ràng còn gặp nhiều khó khăn khi các lái xe luôn tìm cách trốn tránh các trạm kiểm soát. Và trước những vi phạm kiểu này đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại, thì việc làm mất trật tự an toàn giao thông và khiến hệ thống đường giao thông bị hư hại chắc chắn vẫn rất đáng lo. Liên quan đến vụ tai nạn làm 2 người tử vong trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7. Theo đó, cơ quan chức năng xác định xe bán tải mang biển kiểm soát 38C-19583 do Đặng Quốc Hoàng làm lái xe. Trên xe chở 2 người khác là Trịnh Tuấn Anh, sinh năm 1990 và Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1988. Đi chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 15F00678 do lái xe Quách Văn Lâm, sinh năm 1989, va chạm vào phía sau. Sau đó 3 người là Quách Văn Lâm, Trịnh Tuấn Anh, Lê Ngọc Hùng đứng lại tranh luận thì bị xe ô tô biển kiểm soát 30K75700 từ phía sau đâm vào.
Hậu quả, anh Trịnh Tuấn Anh và Quách Văn Lâm tử vong tại chỗ. 10 người được đưa đi bệnh viện để kiểm tra. 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Trái với nhiều dự đoán trước đó, giá xăng trong nước chiều nay ngày 11 tháng 7 đã được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm sau 4 lần tăng liên tiếp. Riêng xăng RON 95 mỗi lít giảm 260 đồng. Theo đó, trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay. Giá xăng E5 giảm 180 đồng một lít, giá bán là 22.280 đồng một lít. Giá xăng RON 95 giảm 260 đồng, giá bán còn 23.290 đồng một lít. Và tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 340 đồng một lít, giá bán ở mức 20.830 đồng một lít. Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ không chi hay trích lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Trước đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 4 tháng 7, giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh theo hướng tăng tất cả các mặt hàng. Mặc dù đợt nắng nóng vẫn chưa chấm dứt ở toàn miền Bắc, nhưng từ ngày mai 12 tháng 7, nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ ở nhiều địa phương, một phần do có mưa rào và dông rải rác trong ngày. Sắp tới gió Bắc về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm, một số nơi mưa to đến rất to. Tại Hà Nội, từ mai đến hết cuối tuần, mỗi ngày nhiệt độ giảm 1-2 độ, giờ nắng nóng trong ngày cũng giảm bớt, thỉnh thoảng có mưa dông. Cuối tuần này nắng nóng kết thúc. Đáng chú ý là từ khoảng thứ Hai tới 15 tháng 7, dự báo miền Bắc sẽ đón gió Bắc khiến nhiệt độ giảm nhiều. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày, nhiệt độ không vượt quá 35 độ. Khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ có nhiệt độ giảm nhiều hơn. Trời chuyển gió Bắc, Đông Bắc cùng với việc có thể giải hội tụ nhiệt đới sẽ xuất hiện ở Biển Đông vào cuối tuần này, khiến miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to từ đêm 13 tháng 7. Ở Hà Nội, dự báo có mưa to từ chiều Chủ nhật và trong ngày thứ Hai. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí hậu Thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết nguy hiểm từ nay đến đầu tháng 8. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền. Ông Nguyễn Đức Hòa cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Như vậy, chuỗi ngày kỷ lục không có bão ở Việt Nam vẫn đang ngày càng được nới rộng. Đến ngày hôm nay là 635 ngày, từ ngày 16 tháng 10 năm 2022 đến nay đã trở thành chuỗi ngày dài nhất trong lịch sử không có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam. Cơn bão gần đây nhất đổ bộ vào Việt Nam là cơn bão số 5 Sơn Ca ngày 15 tháng 10 năm 2022. Từ đó đến nay đã ghi nhận thêm 8 cơn bão trên Biển Đông nhưng không có cơn bão nào đổ bộ vào nước ta, với 7/8 cơn bão đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc. Khoảng 8 giờ ngày 11 tháng 7, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn đã quét qua nhiều địa bàn của xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, một số diện tích vườn cây ăn trái bị đổ ngã. Và may mắn là lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy đã làm tốc mái 17 căn nhà, gãy 2 trụ điện trên tuyến quốc lộ, một số diện tích vườn cây ăn trái của người dân địa phương bị gãy đổ. Đáng lưu ý, khi lốc xoáy đi qua đã làm nhiều tấm tôn văng ra quốc lộ 54, vướng lưới điện làm mất điện cục bộ và ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 54, đoạn cầu xã Hời, giáp danh với huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng cùng người dân tại khu vực nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc trên tuyến quốc lộ 54. Bên cạnh việc khắc phục tại hiện trường đảm bảo cho phương tiện giao thông lưu thông an toàn, các lực lượng chức năng còn hỗ trợ người dân bị sự cố, tháo dỡ một số căn nhà bị tốc mái hư hại.